Xin chào anh em yêu cầu, rất vui khi gặp lại anh em. Ngày nay, những phần mềm hàng đầu thế giới có thể chấp đệ nhất cao thủ, ngoại tình lại khách Vương Thiên Nhất, ba tiên là chuyện bình thường. Có thể nói, phần mềm giờ đây là những quái vật chơi cờ. Hôm nay, mình xin giới thiệu tới anh em cuộc chiến của hai quái vật làng software thế giới. Hai đại cao thủ vừa sử dụng phần mềm mạnh nhất kết hợp với máy tính tối tân, cấu hình khủng, có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Đó là đại cao thủ Vô Cục và Cuồng Phong. Chỉ cần nghe cái tên thôi, chứng tỏ quá hot rồi phải không anh em? Trận đấu này có như nước cờ đã đạt tới cảnh giới tối cao của kỳ nghệ. Vô cùng hay anh em ạ. Đặc biệt là màn khai cuộc rất hot, Thiên Nhân chỉ lộ đối liễm pháo. Bên tiên ngay nước thứ 4 đã bày cuộc phế mã, chấp nhận phương án 1 là thắng, 2 là thua. Để không mất thời gian, mời anh em cùng bước vào trận đấu. Được cầm đỏ đi tiên, Vô Cực bày trận tiên nhân chỉ lộ. Cuồng Phong đối lại bằng tốt để pháo. Đây là hướng đánh rất mạnh dành cho bên đi hậu. Vô Cực lập tức đắm trung pháo để tấn công. Cuồng Phong liên tịnh phòng thủ trung lộ. Về mặt khai cuộc, nước cờ thịnh hành dành cho bên đi tiên. Lúc này đó là biến thể số 2, mã 2 tấn 3. Tuy nhiên trong trận này, Vô Cực quyết lựa chọn biến đối công gay gắt, đó là mã 8 tấn 7. Có lẽ Vô Cực định bày trận phế mã đây, dự là rất hay. Đứng trước sự khiêu khích của Vô Cực, Cuồng Phong nếu không dám tấn tốt thì gọi gì là Cuồng Phong nữa, lập tức thu tốt ngay. Quá máu lửa, thay vì lúc này mã 7 tấn 6 thì Vô Cực lập tức ăn tốt ngay, sẵn sàng phế mã. Quả là bão rồi anh em ơi. Ngay lập tức Cuồng Phong ăn 3 ngay. Bày ra một cuộc chơi có thể nói là quá máu lửa. Một ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Trận cờ này chỉ có thể là thắng hoặc thua, chứ nhất quyết không thể hòa được. Sau khi mất quân, vấn đề của Vô Cực là phải tìm cách dồn lên tấn công để tìm các vị trí đẹp trong màn cờ, từ đó có cơ hội bắt lại cây. Và nước cờ đầu tiên đó là lập tức ăn tốt, ép cho Cuồng Phong lên sĩ. Vô Cực ngay lập tức tấn dê đuổi pháo. Đây là thủ pháp thường thấy của bên phế mã. Mục đích nhanh chóng ra quân mạnh, chiếm vị trí đẹp và từ đó tìm cơ hội bắt lại cây. Lúc này bên hậu có hai biến đều rất mạnh như trong mình. Biến thể số 2 không chạy pháo mà lao ma lên để truy pháo đầu. Biến này cũng đưa ra một cuộc cờ rất bão và mình sẽ dành riêng một video để phân tích. Trong trận thực chiến này, Cuồng Phong sử dụng biến số 1 đó là chạy pháo. Vô Cực nhanh như chớp điều thêm một lộ xe. Đây là cách tấn công tổng lực phù hợp với hai cuộc hiện đại. Đối phó lại, Cuồng Phong nhảy ma lên đuổi pháo đầu. Vô Cực lập tức chạy pháo ra lộ 8, mục tiêu không cho bên hậu xuất trực xe. Cuồng Phong cũng chẳng phải tay vừa, điều xe bắt tốt. Quân tốt của Vô Cực chắc chắn không giữ được. Mà không giữ được tốt thì cần thiết là phải tìm cách bắt lại quân mạnh đối phương. Do đó Vô Cực điều xe qua lộ 6. Cuồng Phong cũng chẳng ngại bay ngay mã lên ngũ. Nhưng Vô Cực tấn công rất rát, phi xe qua để truy mã luôn. Một câu hỏi rất lớn được đặt ra lúc này, theo các bạn, Cuồng Phong có nên lao mã lên, tức là đi mã 5 tờ 6 hay không? Đây là một nước cờ cực khó, khiến Cuồng Phong tính toán rất lâu. Nếu như lao mã lên, lập tức Vô Cực sẽ điều xe bắt pháo. Tới đây bên đen có 4 biến như trong mình. Biến thể số 4 tấn xe lên giữ pháo. Lúc đó thì bên đỏ tấn xe đuổi mã. Các bạn có thể thấy quân mã lúc này không có đường chạy. Mã 6 tấn 7 không được. Mã 6 tấn 4 cũng chẳng xong. Mã 6 thoái 5 cũng không được. Do đó bên đỏ sẽ bắt lại cây. Và các bạn có thể thấy vị trí hình cờ của bên đỏ sẽ đẹp hơn. Còn biến thể pháo 8 hình 9 thì bên đỏ cũng sẽ đi như vậy, vẫn đi xe 2 tấn 3 mà thôi. Chúng ta xét biến mạnh hơn, đó là biến thể số 2, phóng pháo qua, dùng mã bảo vệ pháo. Lúc này thì bên đỏ sẽ có thủ pháp C6 bình 4 đuổi mã, ép cho quân mã phải chạy, sau đó thì sẽ ăn pháo. Các bạn có thể thấy bên đen hoàn toàn có thể chiêu tướng, bên đỏ lên tướng. Sau đó bên đen sẽ có thủ pháp ăn lên tốt để tương lai phối hợp xe pháo mã tấn công. Tuy nhiên trong hình trận của bên đen vẫn có một điểm yếu, đó chính là lộ mã 8 chưa triển khai. Bên đỏ sẽ có thủ pháp tấn xe để mã, để tương lai đóng pháo vào trung tâm tấn công.
Lúc này nếu bên đen cố tình ăn tịnh với mục tiêu tương lai pháo 3 bình 1 để chiếu tướng, thì bên đỏ sẽ ra đòn trước bằng nước cờ xuất tướng. Nước cờ này sẽ phòng chống được hết các đòn tấn công của bên đen. Và tương lai bên đỏ sẽ đóng pháo 8 bình 5, bên đen vô cùng khó đỡ. Chúng ta xét một biến khả dĩ, một biến cũng rất mạnh, đó là bên đen ăn mã. Khi đó bên đỏ buộc phải ăn pháo. Trong hình cờ này các bạn có thể thấy quân mã lộ 8 của bên đen rất yếu, do đó buộc phải triển khai. Bên đỏ sẽ có thủ pháp tấn C đuổi mã. Quân mã lúc này chỉ còn cách chạy duy nhất, đó là mã 6 tấn 7. Tuy nhiên bên đỏ lại thoái C đuổi mã, ép cho bên đen ăn tốt đầu. Và lúc này bên đỏ mới tung ra tuyệt chiêu C6 thoái 3 đuổi mã, đuổi pháo. Các bạn có thể thấy tới đây thì bên đỏ sẽ bắt lại cây, bên đỏ vẫn dễ chơi hơn. Do đó mới thấy là về mặt khai cuộc thì cái biến thể lao mã lên, phân tích kỹ thì bên đỏ sẽ bắt lại cây và khả năng vẫn chiếm ưu thế trong màn cờ. Do đó trong thực chiến bên đen chấp nhận phương án thoái mã về. Vẫn như dữ liệu từ trước, vô cực điều xe bắt pháo, cuồng phong ăn mã giảm sinh lực địch, vô cực đành phải ăn pháo. Cuồng phong nhận thấy quân tốt qua Hà rất nguy hiểm, nếu để nó tiến sâu vào trận địa của mình e rằng không ổn, do đó ăn tốt ngay. Nước cờ này khiến tiến đáy của cuồng phong lộ ra điểm yếu, vô cực tấn pháo chiếu. Câu hỏi được đặt ra là cuồng phong có nên về tịnh hay không. Lúc đó vô cực đóng ngược vào trung pháo, đang phục chiến lược dùng xe ăn trung sĩ. Dính đoạn này thì bên cuồng phong sẽ lép và dễ thua. Do đó với đẳng cấp của mình, cuồng phong không dễ gì dính đoàn đơn giản như vậy. Thoái xe về, vô cực điều xe giữ pháo. Cuồng phong đi nước cờ rất cao, la mã lên. Nếu như lúc này vô cực ăn mã thì cuồng phong sẽ ăn pháo, và cuồng phong đấu được quân pháo nguy hiểm sẽ ưu thế mà thôi. Vấn đề đặt ra là vô cực tấn công ra sao. Nếu như đi xe 2 tấn 8, cuồng phong thoái pháo về, vô cực cũng hết đoàn. Do đó trong thực chiến vô cực tuần là xe. Nước cờ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại cực kỳ độc. Trong hình cờ này, nếu bên cuồng phong không để ý triển khai lộ mã tạo căn, đồng thời tương lai có thể xe 9 mình 8 để xuất động các lộ quân mạnh, thì sẽ bị dính đòn ngay. Vô cực sẽ có đòn xe 2 mình 7 bắt pháo, nước cờ cực độc, ép cho pháo phải chạy, sau đó sẽ điều pháo vào nhòm xe. Tất nhiên là bên đen vẫn có nước cờ lao mã lên. Các bạn để ý là bên đỏ không để dùng xe ăn mã đâu, bởi vì sẽ bị bên đen dùng xe ăn pháo ngay. Nhưng bên đỏ vẫn có thủ pháp rất hay, đó là ăn mã, ép bên đen phải ăn tịnh lên. Khi đó thế sẽ dùng xe ăn tịnh. Tất nhiên là bên đen vẫn còn đó đoàn lên tịnh, thì tất nhiên là xe đấu cây. Sau khi đấu cây, nước cờ rất hay của bên đỏ, đó là xe 8 mình 3 bắt hai cây của bên đen, bắt lại cây, đồng thời hơn tịnh lại có pháo, độ tấn công rất mạnh, bên đỏ ưu thế và sẽ giành chiến thắng mà thôi. Do đó trong thực chiến bên đen đi nước cờ rất cao, thoái pháo về. Giai đoạn vừa qua vô cực tấn công rất hay, nhưng cuồng phong với khả năng phòng thủ châu bò vẫn chưa hề bị xi nhê gì. Lúc này vô cực tạm để trời yên bể lặng, lên tịnh củng cố trung lộ. Chỉ đợi vậy cuồng phong thoái mã đuổi pháo, pháo lại thoái hai, vị trí thoái pháo cũng rất độc. Tương lai vô cực đang phục chiến lược pháo 8 mình 7 cô 3 cây của bên cuồng phong, do đó cuồng phong lại lao mã lên. Nước cờ lao mã cũng rất hay, cuồng phong đang phục chiến lược tấn pháo chiếu tướng, đồng thời bắt xe của bên vô cực. Vô cực lúc này lại thoái xe về bảo vệ tốt đầu, đồng thời sẽ phục chiến lược xe 2 bình 6 để đuổi mã của bên cuồng phong. Đúng là hai bên tung ra toàn như nước cờ siêu hạng, trong công có thủ, trong thủ lại có công. Trong hình cờ này thì cuồng phong tấn pháo xuống để tương lai có thể pháo 3 bình 1 tấn công xuống đường đáy, mặt khác có thể pháo 3 bình 2 đuổi xe. Mục đích chính là đấu mất một quân pháo khỏe của bên vô cực. Vô cực nhanh chóng nhận ra âm mưu của cuồng phong, do đó pháo 8 bình 6. Có thể thấy hình cờ này bên cuồng phong cũng đã dần ổn định, do đó mới tìm cách phản công bằng nước cờ tấn xe đuổi pháo của bên vô cực. Vô cực lúc này mới lên sĩ. Sau một hồi phòng thủ quá rắn, cuồng phong cứ ngỡ mình đã ổn định được hình cờ, giờ là lúc phát triển cây để tương lai có thể ra nốt xe mạnh.
Người ta thường có câu, trước khi trời giông bão, thường là trời yên biển lặng. Nhìn vào hình cờ của Cuồng Phong khá ổn, gần như không có điểm yếu nào. Ấy vậy mà gặp chiến thần Software là Vô Cực, lập tức bị khai thác ngay. Vô Cực nhanh chóng điều xe đuổi mã. Đứng trước đường này, buộc Cuồng Phong phải thoái mã về để phòng thủ. Nước cờ này phòng thủ rất hay, bởi vì nó ngăn Vô Cực pháo 8 tấn 2. Tuy nhiên, chưa hay đâu, Vô Cực vẫn có đoàn đánh cực mạnh, đó là tấn xe xuống đường đáy, đang phục chiến lược pháo 8-9. Đây là một đoàn quá độc. Cuồng Phong cảm thấy toàn thân ớn lạnh trước nước cờ sắc như dao cạo của Vô Cực. Nhưng với bản lĩnh siêu cao thủ, gắng gượng thoái xe về để tương lai có thể bình qua 10 đấu. Nhưng Vô Cực một khi cờ đã đến tay, tổng lực tấn công tiếp tục phóng pháo qua. Một nước cờ nằm ngoài sức tính của con người. Trong hình cờ này, nếu Cuồng Phong điều xe 10 đấu, Vô Cực sẽ đấu ngay. Sau khi đấu, các bạn cùng quan sát cách thức tấn công nào cho mạnh. Nếu như vội vàng cắm pháo xuống, thì bên Cuồng Phong vẫn còn cách thoái pháo về để phòng thủ. Do đó trong hình cờ này, nước cờ mạnh nhất để tấn công chính là pháo 6-7. Đây mới là nước cờ cực độc. Đứng trước đòn này thì bên đen chỉ còn hai cách đỡ. Nếu như thoái mã về thì sẽ bị sát cùng ngay, buộc phải ăn mã về. Do đó chỉ còn cách xuất tướng mà thôi. Lúc đó thì sẽ tấn pháo chiếu tướng, buộc phải lên tướng và tiếp tục pháo 8-1. Đang phục chiến pháp thoái xe chiếu tướng phối hợp xe hai pháo tấn công thì bên đen vô cùng khó đỡ. Do đó mới thấy những đoàn tấn công của bên đỏ là cực mạnh. Trong thực chiến ở trong hình cờ này, bên Cuồng Phong chấp nhận phương án xuất tướng. Vô Cực lập tức tấn xe giữ pháo, lại một nước cờ đánh nguội cực kỳ đẳng cấp. Nếu như lúc này bên đen sai lầm mà xuất động lô xe, lập tức sẽ bị đoàn vật pháo xung sĩ. Các bạn có thể thấy pháo vật xung sĩ buộc phải xử lý. Xử lý với nước cờ này chỉ có hai cách. Cách thứ nhất đó là ăn mã về, thì lập tức sẽ bị đoàn tấn pháo chiếu tướng. Đứng trước đoàn này thì chỉ còn cách thoái xe về đỡ, thì sẽ bị ăn dưới tâm và tương lai xe 8-4 là sát cục. Cách đỡ thứ hai là thoái xi về, lúc đó thì bên đỏ sẽ có đoàn phê pháo. Nếu mà ăn mã về thì bên đỏ sẽ tấn xe ăn xi chiếu tướng, đồng thời bắt lại mã và sẽ hình thành thế song xe, chắc chắn bên đen sẽ không đỡ được. Do đó buộc bên đen phải lên xi, bên đỏ tiếp tục tấn xe chiếu tướng. Đứng trước đoàn này thì buộc phải tượng tướng và bên đỏ sẽ có đoàn C8-4, buộc phải lên xi rồi. Bên đỏ sẽ có đoàn ăn thẳng xe dung sĩ. Nếu mà ăn tướng lên thì sẽ bị sát cục ngay, do đó buộc phải vào tướng. Tiếp tục C6-4 hỏi sát, buộc bên đen phải tấn xe lên đỡ và đoàn pháo 8-1 bắt chiếc xe của bên đen. Các bạn có thể thấy những cái đoàn tấn công vô cùng độc địa và rợn người của bên Vô Cực. Tuy nhiên, Cuồng Phong với đẳng cấp của mình cũng tính ra được những đoàn tấn công của Vô Cực, do đó tấn xe một nước. Nếu như Vô Cực tham lam mà ăn dung sĩ thì bên Cuồng Phong sẽ đỡ bằng nước cờ thoái mã về thôi. Nếu cắm pháo trung chiếu thì thoái xe về. Các bạn có thể thấy cốt lõi ở đây là quân sĩ tâm đã có quân bảo vệ và sẽ chống đỡ được. Tuy nhiên trong thực chiến thì Vô Cực lại tung ra một đoàn tấn công phải nói là rợn người, pháo 8-9. Nói chung là đường tấn công quá rộng mở. Đối với đoàn này, nếu Cuồng Phong sơ ý mà xuất động chiến xe ra lộ 8 để thoát khỏi kiếp tối tăm, lập tức sẽ bị Vô Cực chiếu tướng ngay, buộc phải thượng tướng. Khi đó Vô Cực sẽ có đoàn phế pháo xung sĩ. Đây là một nước cờ rất thâm. Mục đích chính của Vô Cực là pháo 8-4 để đánh đoàn sát cục. Tất nhiên là Cuồng Phong hoàn toàn có thể lên xe. Tuy nhiên Vô Cực tiếp tục có đoàn phế xe, ép Cuồng Phong ăn mã, sau đó thoái pháo chiếu tướng. Đứng trước đoàn này, nếu tướng có thượng thì xe 8-4 là thua, mà tướng có thoái thì tấn xe cũng sát cục mà thôi. Các bạn thấy những đoàn tấn công quá hay của Vô Cực đúng không? Chúng ta quay trở lại với thực chiến của ván đấu. Trong thực chiến, Cuồng Phong chấp nhận phương án thoái mã về, tức là chấp nhận phế mã. Khi đó mới điều xe qua lộ 6 để tương lai
có thể chạy xe lên hộ công. Tuy nhiên, Vu Cực tiếp tục điều pháo trung tướng ép Cuồng Phong phải vào tướng. Sau đó, Vu Cực lại tung ra một đoàn phế pháo ảo tung chảo. Rõ ràng là lúc này, nếu Cuồng Phong ăn pháo, lập tức sẽ bị dính đoàn C9-7. Để tương lai, pháo 9 tấn 2 chiếu tướng và kết hợp với lộ xe tấn công. Rõ ràng là đứng trước đoàn này thì bên Cuồng Phong sẽ phải xuất tướng. Chiêu tướng chỉ còn cách về tịnh, ăn tịnh ngay để giải sát, buộc bên đen phải lên xe. Các bạn có thể thấy bên đỏ hoàn toàn có thể thoái xe ăn pháo chiêu tướng. Tuy nhiên nó không mạnh bằng nước cờ ăn xi, ép cho lên tướng. Sau đó ăn nốt tịnh, đồng thời lại phục chiến pháp pháo 9-1 để chiêu tướng. Để chống đỡ với nước cờ thoái pháo chiêu tướng thì bên đen hoàn toàn có thể pháo 3-2. Tuy nhiên, bên đỏ có nước cờ rất hay ở giai đoạn này, đó là C3-1 bắt mã. Nếu mà thoái xe bảo vệ mã, lập tức sẽ bị chiếu tướng ngay. Các bạn có thể thấy, nếu mà lên tướng thì sẽ bị ăn mã, chiếu tướng và bắt nốt xe. Còn trong trường hợp thoái tướng thì lập tức sẽ bị C8-3. Nói chung, dính đoàn này thì bên hậu thua và không thể đỡ được. Chúng ta quay trở lại với thực chiến của ván đấu nhé anh em. Ở trong hình cờ này thì bên Cuồng Phong không dám ăn pháo mà áp dụng chiến lược tuần AC. Cuồng Phong đã nhịn mà Vô Cực đâu có cho, tiếp tục khả năng tấn công bằng nước cờ điều xe vào lộ 7. Cuồng Phong nhận thấy hình cờ không ổn, nhanh chóng xuất tướng. Chỉ chờ có vậy, Vô Cực thay vì chiếu tướng tung ra đoàn bắt cây vô cùng cổ quái, pháo 9-7. Nước cờ bắt cây quá hay anh em ơi. Đứng trước đoàn này, buộc bên hậu phải chạy xe. Và tất nhiên, đấu cây ngay. Sau khi đấu cây, thì bên Vô Cực bắt lại quân pháo. Vậy là sau hơn 60 hiệp giao tranh, ban đầu Vô Cực phế mã, giờ đây lại hơn cây, hơn thế, hơn tốt đầu. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Cuồng Phong lập tức điều xe để cô cây của Vô Cực. Vô Cực chạy pháo. Cuồng Phong lên tốt để tương lai có thể lên mã tìm cách đá hòa. Vô Cực chiếu tướng ép Cuồng Phong phải lên tướng, sau đó thúc tốt đầu lên để tấn công. Cuồng Phong lao mã lên, Vô Cực đánh rất chắc chắn, giữ tốt. Cuồng Phong lao mã bắt tốt đầu, Vô Cực đánh tàn cũng rất hay, nhẹ nhàng thoái xe bắt tịnh. Nếu như lúc này Cuồng Phong ăn tốt đầu, Vô Cực lập tức sẽ ăn tịnh ngay 10 đấu. Nếu mà đấu cây thì nó sẽ ra hình cờ bên Vô Cực hơn pháo lại còn tốt, chắc chắn giành chiến thắng. Do đó trong hình cờ này, Cuồng Phong không dám ăn tốt đầu mà mát 7-8 để bắt tốt biên. Vô Cực lập tức đưa tốt qua sông. Rõ ràng là nếu bên Cuồng Phong ăn tốt thì sẽ tạo điều kiện cho Vô Cực cởi trói xe pháo. Do đó Cuồng Phong không dám ăn tốt mà ăn tốt biên. Vô Cực tiếp tục tấn công. Cuồng Phong thoái mã về để phòng thủ. Nhận thấy quân tịnh quá ngoan, Vô Cực ăn ngay. Lúc này Cuồng Phong đã bị loạn đao pháp, lại lao ma qua. Chỉ chờ có vậy, Vô Cực thoái phao chiêu tướng, ép cho tướng phải thoái. Sau đó có màn phế tốt rùng rợn. Rõ ràng là lúc này quân sĩ không thể ăn lên tốt, bởi vì sẽ dính đoàn pháo 7-4 chiêu tướng, bắt chiếc xe ngay. Mặt khác cứ để quân tốt như vậy không được, chắc chắn tương lai sẽ tốt 4-1 chiêu tướng. Khi mà vào tướng, pháo 8-1 là thua. Nhận thấy hình cờ không thể chống đỡ, do đó Cuồng Phong buông cờ chịu thua. Được cầm đỏ đi tiên, Vô Cực binh 7-1. Vẫn là thế trận tiên nhân chỉ lộ anh em ơi. Cuồng Phong đối lại bằng tốt để pháo. Vô Cực lập tức đóng trung pháo để tấn công. Cuồng Phong lên tịnh củng cố trung lộ. Vô Cực tiếp tục mã 8-7. Chắc là lại bày khai cuộc phế mã. Liệu rằng Cuồng Phong có dám thúc tốt lên hay không? Hấp dẫn quá anh em ạ. Cuồng Phong thúc tốt lên rồi. Vô Cực lập tức ăn tốt qua sông, Cuồng Phong ngay lập tức ăn mã. Vậy là hai bên mấy nước đầu y như đại chiến lần trước. Liệu rằng kỳ này có gì đặc biệt hay không? Sau khi Cuồng Phong ăn mã, Vô Cực lập tức cướp tốt đầu. Lần trước thì Cuồng Phong đối lại bằng nước cờ C6-5 biến số 1 như trong hình. Tuy nhiên lần này đổi lại bằng C4-5. Đây chính là điểm khác biệt so với trận trước, và nó sẽ dẫn đến những biên đánh hoàn toàn khác biệt đó anh em.
khi đã chấp nhận chơi cuộc phế mã, cách thức của bên tiên là phải dồn toàn lực để tấn công, ép cho đối thủ sai lầm mới có cơ hội giành chiến thắng. Ở chiều ngược lại, bên hậu phải gian nan chống đỡ. Lúc này tới lượt vô cực gia đoàn, thủ pháp bắt buộc là tấn xe đuổi pháo. Bên hậu lúc này thông thường sẽ phải chạy pháo. Tuy nhiên, Cuồng Phong tính rằng mình chưa nhất thiết phải chạy pháo, lao ma lên để bắt pháo đầu của đối phương. Nếu mà đổi được pháo đầu thì vô cực hết đoàn. Do đó vô cực phải chạy trung pháo. Cuồng Phong cũng thoái pháo về. Do việc bên Cuồng Phong lên sĩ lộ 4, vô cực lập tức điều xe qua để đuổi pháo, đồng thời huy động xanh sang bên cánh trái tập trung khai thác vào điểm yếu của đối phương. Sau khi Cuồng Phong pháo vượt qua ăn tốt, vô cực lập tức lên mã đuổi pháo chiếm thêm một nước tiên. Đối phó lại, Cuồng Phong thoái pháo hai nước. Nước cờ thoái pháo của Cuồng Phong đưa về vị trí an toàn, có thể đóng vào trung tâm để làm dày trung lộ. Do đó vô cực lập tức tốt 7-6. Đây là một nước cờ rất hay, mở mặt xe. Đồng thời tương lai quân tốt lộ 6 có thể lao xuống để bắt tịnh và bắt mã của đối phương. Trong hình cờ này, theo lý thuyết thông thường, Cuồng Phong cần thiết là phải triển khai lộ mã 8, tức là đi biến số 2. Nếu như hai người bình thường chơi với nhau thì hoàn toàn có thể áp dụng. Nhưng ở đây là hai cao thủ sóc quê. Nước này nhìn bề ngoài thì rất ổn, nhưng bản chất lại không. Giả sử bên Cuồng Phong lên mã, tức là đi biến số 2, vô cực lập tức xuất xe. Các bạn để ý, do vô cực có pháo đầu xe lộ 7 nên thủ pháp tấn công sẽ là cắm pháo xuống đáy để sẵn sàng phế pháo và tìm đường đánh cục, chứ không hề đơn giản đâu. Để chống đỡ thì bên đen có hai biến như trong hình. Biến thứ nhất, lao mã lên, thì bên đỏ sẽ có đoàn tấn xe đuổi mã. Quân mã lúc này rất khó đi, chỉ còn cách thoái pháo về giữ. Bên đỏ sẽ có thủ pháp tấn công rất mạnh, cắm pháo xuống đường đáy, sẵn sàng chiến lược phối hợp với xe lô 7 để chiều tướng. Nhưng mục đích thực sự của bên đỏ là pháo 5-9 bắt chết xe đen. Do đó bên đen phải lên tốt, và bên đỏ tiếp tục có đoàn tấn xe xuống đường đáy. Các bạn sẽ hỏi, nếu như bên đen lao mã lên, dùng pháo đuổi đôi xe, đồng thời lại dùng mã đuổi xe, thì bên đỏ sẽ xử lý ra sao? Tuy nhiên bên đỏ có đoàn đánh cực mạnh, đó là tấn xe chiêu tướng. Đứng trước đoàn này buộc phải về sĩ, và bên đỏ sẽ nhẹ nhàng ăn mã. Vừa chiêu tướng tương lại bắt nốt mã trung tâm, bên đỏ đại ưu thế và chắc chắn là giành chiến thắng mà thôi. Do đó mới thấy là cái biến thể lao mã lên không ổn. Chúng ta xét thêm một biến thể khác, đó là bên đen xuất xe. Lúc này bên đỏ có thủ pháp tấn công rất hay, đó là phế xe ngay bằng nước cờ pháo 8-9. Nếu như là ăn xe sẽ lập tức bị sát cục ngay. Do đó mới thấy ở trong trường hợp này không ăn xe. Nếu như lại chạy xe thì tất nhiên là lại mất thêm một nước. Như vậy bên đỏ đắc ý và ưu thế quá lớn. Do đó mới thấy ở giai đoạn này về mặt khai cuộc thì bên đen không thể đi được nước cờ mã 7-8 nhé anh em. Trong thực chiến, bên đen lao mã lên đi biến số 1. Trong hình cờ này, nhận rõ điểm yếu của bên Cuồng Phong là pháo mã lộ 8, vô cực lập tức áp dụng chiến thuật lật cánh đánh đầu, điều xe bắt pháo. Rõ ràng nếu bên hậu sử dụng biến thứ 2 chạy pháo sẽ lập tức bị tấn xe để mã, thế trận của bên hậu vô cùng khó đi. Do đó trong thực chiến, Cuồng Phong tấn xe giữ mã. Trong hình cờ này, nếu vô cực vội vàng áp dụng biến thể số 2 pháo 5-1 để bắt xe thì sẽ không được, bởi vì các bạn ý, bên hậu vẫn còn đó nước cờ pháo 7-9 để có thể đỡ. Do đó trong thực chiến, vô cực đi nước cờ hết sức hay, đó là pháo 8-6 biến thể số 1. Biến thể này sẽ mở đường cho tương lai có thể xuất động C9-8. Mặt khác, khi đi pháo vào lộ 6 thì sẽ ngăn được bên tiên C1-4 đuổi tốt. Suy cho cùng thì bên Cuồng Phong vẫn lo ngại với quân pháo lộ 5 của vô cực, do đó thúc tốt biên. Vô cực lập tức xuất động lộ C. Cuồng Phong cũng không kém cạnh, ra C lộ 3 để tương lai thông C kỹ thuật. Thủ pháp phản công của Cuồng Phong là tương lai sẽ C3-7 tập trung đánh vào tốt đầu của bên tiên. Rõ ràng lúc này theo suy nghĩ thông thường thì vô cực phải có thủ pháp phòng thủ với quân tốt đầu này, có thể là lên sĩ tịnh ổn định hình trận. Tuy nhiên ở trong hình cờ này,
Vô Cực lại tung ra một đoàn khiến người xem sởn gai ốc và ngạc nhiên, đó chính là C2 tấn 2. Đây đúng là một nước cờ khó hiểu anh em ạ. Nhưng anh em cứ bình tĩnh, cứ đợi một hai nước nữa chúng ta mới thấy cái hay của nước cờ này. Cuồng Phong nhận thấy cơ hội trời cho đã đến, tấn xe lên để bắt tốt đầu của Vô Cực. Nhưng đột nhiên Vô Cực tung ra tuyệt chiêu Mãnh Long Quá Giang, điều pháo sang lộ 2, sẵn sàng phế tốt đầu và mời đấu pháo. Tại sao Vô Cực lại liều lĩnh? Hay là đã có tính toán từ trước? Anh em cùng để ý hình cờ. Bên hậu tuyến đáy chỉ có quân mã để bảo vệ, mà quân mã này lại được phòng thủ bởi pháo lộ 8. Do đó thủ pháp điều pháo sang lộ 2 của Vô Cực chính là cách đánh vào chân trụ của Cuồng Phong. Đúng là thủ pháp cao siêu vô cùng. Nếu như lúc này Cuồng Phong tham mán tốt đầu, Vô Cực lập tức lên tịnh. Tới đây Cuồng Phong vô cùng khó xử. Nếu như chạy pháo 8 thì sẽ bị mất mã lộ 8. Còn trong trường hợp ăn pháo qua thì Vô Cực sẽ có thủ pháp dùng xe ăn mã, đồng thời sẽ phục chiến lược C7 tấn 2 để hỏi sát. Nếu như xuất tướng thì sẽ bị chiếu tướng cho thượng tướng, như vậy cũng không thể chống đỡ được. Do đó mới thấy biến thể ăn vào tốt đầu là không được. Chúng ta xét thêm một biến thể khác, đó là trong trường bên Cuồng Phong lao pháo qua để đấu pháo thì Vô Cực sẽ có thủ pháp ăn mã để hỏi cục. Các bạn có thể thấy đi theo biến thể này thì bên hậu cũng vô cùng lép và rất khó chống đỡ. Do đó trong thực chiến Cuồng Phong chỉ còn cách duy nhất, đó là điều pháo qua. Đây là thủ pháp chống đỡ tích cực của bên Cuồng Phong. Hai quân pháo của Cuồng Phong đang đuổi xe và pháo của Vô Cực. Do đó Vô Cực chỉ còn cách duy nhất, đó là ăn pháo. Cuồng Phong lập tức ăn tốt đầu chiếu tướng. Vô Cực lên tịnh. Trong hình cờ này Cuồng Phong hoàn toàn có thể thoái xe về để ăn pháo đầu, tiêu diệt quân pháo nguy hiểm. Nhưng như vậy không phải là thượng sách, vì Vô Cực sẽ vật pháo qua, đồng thời truy mã của Cuồng Phong, ép cho mã phải thoái lui. Lúc đó Vô Cực sẽ có thủ pháp mã 1 tấn 3 đuổi xe, tương lai phục chiến pháp mã 3 tấn 4. Để chống đỡ với nước cờ này thì Cuồng Phong phải chạy xe. Tuy nhiên Vô Cực vẫn còn đó thủ pháp tấn xe của Hà để giữ tốt, tương lai vẫn phục chiến lược mã 3 tấn 4. Và diễn ra theo hình cờ này thì chắc chắn bên Vô Cực ưu thế và Cuồng Phong sẽ lâm nặng. Do đó chúng ta cùng quay trở lại với thực chiến của ván đấu. Trong thực chiến Cuồng Phong sử dụng phương án ăn pháo qua là phương án hợp lý. Vô Cực lúc này nếu thoái xe ăn pháo thì sẽ mất pháo đầu, do đó mới nhẹ nhàng tấn pháo qua để cho tốt đầu giữ. Quan sát hình cờ các bạn có thể thấy quân mã lộ 2, quân pháo lộ 8 và mã lộ 8 đang nằm trong tầm ngắm của bên Vô Cực. Cuồng Phong giữ lại quân nào sẽ quyết định đến khả năng phòng thủ sau này. Trong thực chiến thoái mã về để phòng thủ tuyến đáy, Vô Cực nhẹ nhàng ăn pháo. Cuồng Phong tất nhiên là lúc này phải lên mã. Vô Cực điều xe bắt tốt, Cuồng Phong cũng chẳng phải tay vừa, tấn xe lên để bảo vệ tốt. Lúc này Vô Cực nhận thấy quân xe lộ 5 của Cuồng Phong đang là kỳ đà cắn mũi. Để gia tăng ưu thế, học lỏ minh pháp cờ vỉa hè của Việt Nam, sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người, tấn xe mời đấu. Quả là thủ pháp đơn giản mà hiệu quả. Đứng trước đòn này, theo các bạn Cuồng Phong có nên đấu xe hay không? Nếu như Cuồng Phong chạy xe không đấu, Vô Cực lập tức tấn xe xuống đường đáy để bắt mã, đồng thời đánh cục. Tất nhiên bên đen hoàn toàn có thể lên mã làm dày trung lộ, nhưng bên đỏ tiếp tục thủ pháp điều xe sang, sẵn sàng chiến lược phế xe ngay. Đứng trước đòn này ép bên đen phải xuất tướng. Bên đỏ tiếp tục gia tăng khả năng tấn công bằng nước cờ tấn xe bắt mã, ép bên đen phải lên tốt. Và tất nhiên cái đòn C7 bình 6 mới khó đỡ, bởi vì lúc này chắc chắn không thể lên sĩ, chỉ còn cách duy nhất là vào tướng. Chỉ chờ có vậy bên đỏ sẽ dùng thủ pháp C6 tấn 2. Các bạn có thể thấy quân mã kiểu gì cũng mất, mất quân mất thế thì chắc chắn là bên đen sẽ thua sớm mà thôi. Chúng ta cùng quay trở lại với thực chiến của ván đấu. Trong thực chiến thì Cuồng Phong chấp nhận phương án đấu xe. Ngay lập tức Vô Cực ăn mã lên. Lúc này Cuồng Phong thúc tốt lên để khai thông cho mã lộ 7 và xe lộ 9 của mình. Còn Vô Cực cắm xe xuống đường đáy để gọi sát. Trong hình cờ này, theo cách tư duy của người thông thường, chúng ta sẽ điều xe qua giữ mã.
đồng thời đưa quân xe ra khỏi vị trí vùng tối. Nhìn bề ngoài thì rất ổn, nhưng trong sâu thẳm thì không. Vì lúc đó Vô Cực sẽ lao mã lên ngũ để tấn công. Rõ ràng là trong hình trận của bên hậu bị lép toàn tập, chỉ còn cách phải đưa quân mã lộ 7 lên tham chiến. Nếu mà sai lầm lao mã lên ngũ thì bên đỏ sẽ có thủ pháp tấn tốt ngay. Các bạn thấy nước cờ tấn tốt này quá độc, nếu mà chạy xe thì mất mã, thua ngay. Còn trong trường hợp ăn tốt, bên đỏ sẽ có thủ pháp vật chiếu. Và các bạn có thể thấy bên đỏ sẽ bắt chiếc xe và chắc chắn là giành chiến thắng. Thế còn trong trường hợp mã 7 tấn 6, bên đỏ sẽ tấn công ra sao? Bên đỏ vẫn có đoàn tấn tốt cực độc, không thể ăn tốt vì sẽ mất mã đường đáy, do đó đành lòng phải chạy xe mà thôi. Bên đỏ tiếp tục có thủ pháp tấn tốt xuống. Lúc này bên đen sẽ rất khó đỡ. Nếu như xuất tướng để đỡ thì sẽ bị chiếu tướng ép vào tướng, sau đó lăng mã để hoạt cục, vô cùng khó đỡ. Còn trong trường hợp chạy xe lên, bên đỏ tiếp tục có thủ pháp tốt 6 tấn 1. Các bạn có thể thấy tương lai bên đỏ sẽ có đòn mã 5 tấn 3 ăn tốt và phục chiến lược mã 3 tấn 4 hỏi sát. Do đó mới thấy cái nước cờ điều xe qua đỡ là nước cờ không hợp lý. Trong thực chiến, Cuồng Phong đưa xe vào ngũ, nước cờ điều xe làm dày trung lộ, những tưởng khiến Vô Cực hết đoàn, nhưng đúng là không thể đùa được với chiến tần software đầy ý tưởng tấn công, lập tức lao mã lên ngũ. Cuồng Phong trong hình cờ khó khăn, chỉ còn mã lộ 7 nhanh chóng đưa vào tham chiến. Vô Cực nhẹ nhàng thoái mã để tương lai mã 6 tấn 7 đưa lên vị trí đắc đạo để ngăn cản Cuồng Phong lao mã theo. Nhưng Vô Cực lại nghĩ ra độc chiêu thoái pháo về, khiến thế trận của Cuồng Phong bị bó chặt. Hình cờ của Cuồng Phong quá tối tăm, vì lúc này không thể đảo xi được. Nếu mà thoái xi, Vô Cực sẽ lập tức thoái xe về bắt xe ngũ. Đúng là hoàn cảnh chả khác gì Chị Dậu trong tiểu phẩm Tắt Đèn. Chỉ còn con tốt 7 là khả dĩ, do đó nhanh chóng lao tốt qua để mở đường máu. Vô Cực đâu quan tâm con tốt đó làm gì, lập tức thúc tốt thẳng tiến. Lúc này Cuồng Phong nếu dùng xe ăn tốt, lập tức mất mã đường đáy và sẽ bị thua sớm, do đó đành lòng phải co cẳng chạy xe. Đúng như câu nói, anh hùng xa cơ lỡ vận, gặp thời tốt đuổi xe. Lúc này Vô Cực tiếp tục thúc mạnh tốt xuống, áp sát tử cung. Đứng trước những đòn tấn công quá độc, Cuồng Phong quyết định dùng kế vây ngụy cứu triệu, điều tốt bắt pháo đầu. Nhưng Vô Cực đã nghiên cứu kỹ binh thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam ta, áp dụng chiến lược thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ quyết chiến, tấn tốt để hỏi cục. Đứng trước đòn này, Cuồng Phong không thể ăn pháo vì bị dính cục ngay, do đó phải thoái xi. Vô Cực lập tức ăn mã để hỏi sát, ép Cuồng Phong phải lên xi. Lúc này Vô Cực mới chạy pháo. Vậy là qua các nước vừa qua, kế hoạch vây bắt cây và đưa tốt áp sát tử cung của Vô Cực đã thành công mỹ mãn. Chiến thắng giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nước cờ chạy pháo là nước cờ trong thủ có công, vì nó đang phục chiến lược tấn pháo xuống đáy để tìm đường ngoài cục. Cuồng Phong đành lòng mang xe theo hầu. Vô Cực nhẹ nhàng thoái pháo về để dùng mã giữ. Cuồng Phong tấn xe để đuổi mã của Vô Cực. Về phần mình, Vô Cực nhẹ nhàng lên xi để bảo vệ mã. Cuồng Phong chuyển làn đưa tốt vào ngũ. Vô Cực lập tức thoái xe về để quản lý hàng tốt. Tương lai sẽ điều xe mời đấu. Nếu mà đấu xe thì cũng dở, mà chạy xe thì Vô Cực xe vút mã lên bắt tốt đầu cũng mệt mỏi. Do đó Cuồng Phong lao mã xuống. Nhận thấy thời cơ chín mùi đã đến, Vô Cực thể hiện khả năng công sát bá đạo, lao mã lên ăn tốt đầu ngay. Cuồng Phong gắng gượng thì thêm một quân sĩ của Vô Cực. Nhưng đẳng cấp của Vô Cực là đây, phế pháo ngay, lao mã sang sông. Cuồng Phong đúng là có tính ham ăn, đến chết mà vẫn cố ăn thêm quân pháo. Chỉ chờ có vậy, Vô Cực lập tức tung ra đoàn sấm sét ăn ngay sĩ. Đây đúng là nước cờ sét đánh ngang tay, khiến đất bằng dậy sóng. Trong hình cờ này, Cuồng Phong chỉ còn cách duy nhất là ăn xi lên và Vô Cực nhẹ nhàng lăng mã chiếu. Các bạn có thể thấy Cuồng Phong xuất tướng ra lộ nào thì
cũng bị cục. Đúng là đòn đánh quá đỗi ảo diệu anh em ơi. Qua hai trận đấu kinh thiên động địa giữa hai đại cao thủ sóc quê là Vô Cực và Cuồng Phong, với khai cuộc mới đi bốn nước đã phế mã thần thánh. Trong trận đấu đó, Vô Cực tung ra toàn đòn đánh ảo diệu đúng kiểu thái cực quyền của Trương Tam Phong. Những đòn đánh nặng trình trịch khiến đại cao thủ Cuồng Phong dù rất cố gắng cũng đành cởi giáp quy hàng. Anh em xem ván cờ ai nấy đều cảm thấy rất hưng phấn vì những đòn đánh sâu thăm thẳm và quá ảo tung chảo. Hai thất bại trên khiến Cuồng Phong rất buồn và chán trường. Đêm đó để giải buồn, anh đọc sách văn học của Việt Nam ta, đột nhiên học được câu thần chú: thất bại là mẹ của thành công. Ta chưa thành công là vì ta thất bại chưa đủ nhiều mà thôi, có gì mà phải buồn. Cuồng Phong gật gù, cảm thấy thâm lắm. Anh nhanh chóng tìm được cảm hứng, mở computer lên thẩm lại hai ván thua trước, đồng thời tìm ra đôi sách. Trời không phụ lòng, đêm đó anh đã tìm ra được bí kíp và quyết tâm nếu có gặp lại được Vô Cực thì phải dơ nhục. Và việc gì đến cũng đã đến, hai anh lại có cơ hội gặp nhau. Liệu rằng lần tái đấu này Cuồng Phong có phục thù được hay không? Để không mất thời gian, mời anh em cùng bước vào trận đấu. Trong lần tái đấu này, Vô Cực bốc thăm được quân đỏ, do đó được quyền đi trước, không ngại ngần 7 trận tiên nhân chỉ lộ. Còn Cuồng Phong vẫn sử dụng thế trận quen thuộc là tốt để pháo. Vô Cực lập tức đóng trung pháo để tấn công. Cuồng Phong bình tĩnh, liên tịnh củng cố trung lộ. Vô Cực vẫn ngựa quen đường cũ, nhảy mã 8 tấn 7, 7 trận pháo đầu phế mã. Cuồng Phong quen mùi, thấy mùi ăn mãi, lập tức thúc tốt lên để tấn công và lộ mã của Vô Cực. Vô Cực ăn ngay tốt qua sông và chấp nhận phế mã luôn. Mã nằm trong mồn, không ăn thì ví, do đó Cuồng Phong ăn ngay. Vẫn là những biến đối công cực gắt anh em ơi. Khi hai bên chơi cuộc này đúng là quá bao táp, sẵn sàng cuộc cờ có thắng có thua. Vô Cực đã phê mã, do đó cần thiết dồn toàn lực lên để tấn công, bước một cướp tốt đầu. Lúc này để đối phó thì bên hậu có hai biến như trong mình. Ở trận số 2 thì bên Cuồng Phong sử dụng phương án C4 tấn 5 và đã bị thua khá tức tuổi. Trong trận này lại sử dụng phương án C6 tấn 5. Phương án này giống với trận đầu. Vô Cực vẫn bình tĩnh tấn xe đuổi pháo. Xin nhắc lại một chút, trong trận đầu tiên hai anh gặp nhau, Cuồng Phong sử dụng phương án chạy pháo ngay. Trận đó Vô Cực thay vì biến xe 1 bình 7 đuổi pháo, sử dụng một biến đánh nguội, đó là hoành xe lộ 9. Đây là chiến pháp mới và hợp lý, sau này đã giành chiến thắng hết sức áp đảo. Về phần Cuồng Phong, nhận thấy trận đó thua là vì quân binh cánh trái bộ 3 xe pháo mã ra quá chậm để đối thủ cướp tiên và để thế trận. Do đó rút kinh nghiệm trong trận này, thay vì vội vàng chạy pháo, sử dụng phương án khác, đó là khởi chính 3 đuổi pháo của Vô Cực. Nếu như tiêu diệt được pháo đầu của Vô Cực thì Vô Cực sẽ đòn mà thôi, do đó buộc Vô Cực phải chạy pháo, tạo điều kiện cho Cuồng Phong chạy pháo. Vô Cực nhận thức rõ rằng Cuồng Phong trong trận này đã thay đổi cách đỡ, do đó mình cần thiết cũng phải thay đổi cách tấn công so với trận 1. Thay vì hoành xe lộ 9, lập tức điều xe đuổi pháo. Cuồng Phong lúc này sợ không dám phật pháo qua ăn tốt, bởi vì Vô Cực sẽ có đoàn mã 2 tấn 1 đuổi pháo để cướp tiên, do đó mới chạy pháo qua lộ 2. Để tăng cường khả năng tấn công, lúc này Vô Cực cần thiết là phải hoành xe lộ 9 với mục tiêu tương lai điều qua lộ 4 hoặc lộ 6 để chiếm vị đẹp. Về phần Cuồng Phong, triệt để rút kinh nghiệm lần trước, Cuồng Phong lập tức xuất xe. Vẫn như dự liệu từ trước của Vô Cực, điều xe qua lộ 4 để tiện đường tấn công. Cuồng Phong lập tức mở tam bộ hộ, quân xe cơ động dễ bề phòng thủ, đồng thời đuổi mã của Vô Cực, ép Vô Cực phải nhảy mã lên biên. Trận đấu này Cuồng Phong ra quân rất đều và chặt chẽ. Nếu để Cuồng Phong ổn định hình trận và lại hơn một quân, do là bên Vô Cực đã phế từ trước, thì khả năng Vô Cực một ra đi không có đường trở lại. Dự
là một trận đấu quá khó khăn và phong bao bão táp đang chờ đợi vô cực. Giờ đây đến lượt Cuồng Phong đi, lập tức thăng xe lên Hà để chấn giữ biên thủy, nước đi vô cùng chắc chắn. Vô cực lập tức tấn xe đuổi pháo, sau khi pháo thoái lui, đưa tốt vượt sông áp sát thành lý của đối phương. Nước cờ thúc tốt xuống khiến quân mã của Cuồng Phong rất khó phát triển. Nhưng Cuồng Phong chẳng ngán, bình tĩnh thúc tốt biên để tương lai lao mã lên biên. Trong mình cờ này, nếu là người thông thường sẽ nghĩ đến biến số 2 thúc tốt thẳng tiến. Nhưng bên đen vẫn còn đó nước cờ phóng pháo lên Hà. Có thể thấy quân tốt mặc dù rất hung hãn, nhưng nếu có thúc xuống thì cũng không bắt được mã đen, bởi vì đen còn nước cờ lao mã lên biên. Với phần mềm mà nói, khi có cơ hội thì tấn công ảo ạt, còn khi cơ hội chưa tới thì cứ bình tĩnh chờ thời, sử dụng chiến thuật bao vây cấm vận, lao xe qua Hà để ép thế trận là nước đi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Về phần Cuồng Phong, nhanh chóng phát triển lô mã, đồng thời phục ra thủ đoạn mã 1 tấn 2, dùng mã đuổi xe, đồng thời dùng pháo đuổi pháo. Đứng trước đoàn này, vô cực tấn xe lên một nước. Lúc này, Cuồng Phong nhanh chóng đưa chiến xe số 2 vào trận chiến. Về phần mình, vô cực thúc tốt thẳng tiến, nước đi vô cùng uy mãnh. Đứng trước đoàn này, Cuồng Phong nhanh chóng tấn pháo hai nước để tương lai pháo 2 bình 3, bắt tốt, đồng thời sẵn sàng chiến thuật nổ vào tịnh. Với đẳng cấp siêu cao thủ, vô cực nhanh chóng nhận ra âm mưu liên tịnh, đánh tan âm mưu của Cuồng Phong. Trong trận đấu này, Cuồng Phong đánh rất chủ động, điều pháo vào để bắt tốt đầu. Nhưng vô cực cũng chẳng phải tay vừa, chạy pháo đồng thời truy mã của đối phương. Nếu như lúc này bên đen sai lầm mà đi xe 8 bình 7 để ngăn lại, thì các bạn có thể thấy điểm yếu nhất trong hình trận của bên đen đó chính là quân mã 1. Và bên đỏ sẽ có thủ pháp điều xe bắt mã. Quân mã lúc này cực kỳ khó chạy. Tất nhiên là bên đen vẫn còn đó thủ pháp điều xe bắt pháo, thì bên đỏ sẽ phóng qua qua. Các bạn có thể thấy nếu như lúc này về tịnh để bảo vệ mã thì sẽ bị pháo vượt qua mã và như vậy sẽ thua. Do đó mới thấy ở trong biến này phòng thủ sai lầm là bên đen sẽ bị thất thế. Trong thực chiến với đẳng cấp cực cao, Cuồng Phong đi nước cờ đỡ rất chuẩn, đó là mã 7 thoái 8 biến số 1. Lúc này vô cực tung ra thủ đoạn tranh tiên rất hay, điều xe qua bắt mã lầu 1 của Cuồng Phong. Cuồng Phong cũng không chịu bị động, đưa xe bắt pháo của đối phương. Vô cực được đà phóng pháo qua Hà. Để bảo vệ mã, Cuồng Phong nghĩ ra một kế khá chu toàn, thoái tịnh về, đồng thời mời đấu pháo, tạo ra một hình cờ vô cùng phức tạp. Vô cực xử lý không chuẩn thì dễ bị phản tiên. Trong hình này, bên đỏ có 3 biến như trong hình. Biến đệ số 3, đấu pháo, đấu mất quân pháo mạnh, do đó biến này chỉ là hạ sách mà thôi. Biến đệ số 2, dùng pháo an tịnh, tất nhiên là bên đen sẽ ăn pháo, khi đó sẽ đấu quân. Và sau khi đấu quân, các bạn có thể thấy bên đỏ bắt thêm được quân tịnh, đồng thời phục chiến lược, vật pháo qua sĩ. Nhưng bên đen vẫn còn đó nước cờ điều xe qua để phòng thủ sĩ, do đó biến này cũng chỉ là trung sách mà thôi. Chúng ta xét đến biến thượng sách. Biến này vận dụng theo chiến lược như người Việt Nam ta hay nói, lùi một bước để tiến hai bước, thoái xe về. Đây đúng là thượng sách, đồng thời đặt ra một cạm bẫy. Nếu như bên đen ăn pháo, sẽ lập tức điều pháo qua đuổi xe. Các bạn có thể thấy nước cờ quá hay, nếu như mang pháo qua ngăn thì cũng không được. Do đó đành lòng phải chạy xe, và bên đỏ sẽ bắt lại pháo, tương lai tiêu diệt nốt quân mã của bên đen. Như vậy bên đỏ đắc ý. Với đẳng cấp của mình thì tất nhiên là Cuồng Phong nhận ra ngay nước cờ thâm hiểm của đối phương, do đó liên tịnh củng cố trung lộ. Sau một số nước tranh tiên cực gắt, vô cực có cơ hội đuổi xe của Cuồng Phong, ép cho Cuồng Phong xe phải thoái lui. Khi đó mới thúc tốt lộ một lên để tương lai đưa chiến mã vào trận chiến. Có thể thấy những đòn đánh của vô cực ở giai đoạn vừa qua tuy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, từ từ chiếm những vị trí đẹp trên bàn cờ. Đoàn thúc tốt lộ 1 đầy khiêu khích, đặt Cuồng Phong vào 3 biến thể như trong mình. Biến đầu tiên có thể nghĩ đến vật pháo qua ăn tốt. Biến này không mạnh, bởi vì quân pháo lúc này nó không còn chức năng phòng thủ nữa. Khi đó bên tiên sẽ không lo lắng với việc quân tốt lộ 7 sẽ tiện bể tấn công hơn. Còn biến thể số 2 có thể xét mà chúng ta hay đi ở trong mình này,
đó là điều pháo qua ngăn. Biến này với mục tiêu sẽ dùng pháo vượt qua bắt tốt. Tuy nhiên bên đỏ sẽ có đòn đánh sấm sét, đó là đóng ngược chung pháo. Tới đây thì bên đen có hai biến như trong mình. Thứ nhất là ăn tốt, thì các bạn ý bên đỏ sẽ có thủ pháp điều xe bắt hai pháo, chạy quần pháo nào cũng không được, mà trong trường hợp lao lá lên để giữ thì sẽ bị đoàn dùng xe ăn pháo 10 đấu xe. Tới đây bên đỏ chắc chắn là bắt lại được cây và giành ưu thế lớn. Thế còn một số bạn sẽ nói lúc này không vật pháo qua mà đóng ngược chung pháo thì bên đỏ sẽ có làm gì đâu. Tuy nhiên bên đỏ sẽ có thủ pháp phế pháo ngay bằng nước cờ nhất pháo hoàn lân tượng. Đứng trước đòn này thì bên đen lại có hai cách để chống đỡ. Cách thứ nhất đó là về sĩ sẽ lập tức bị thúc tốt lên đuổi pháo. Khi quân pháo chạy thì bên đỏ sẽ có đoàn thoái pháo về và sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Còn trong trường hợp thứ hai đó là xuất tướng, lập tức sẽ bị chiếu tướng ngay. Bên đen sẽ phòng thủ bằng nước cờ điều pháo vào, bên đỏ đưa xe quá hà để tương lai có thể bắt tốt. Đồng thời bên đỏ sẽ có thủ pháp dùng xe ăn mã, bởi vì các bạn có thể thấy lúc này bên đỏ đang có quân pháo trung tâm bảo vệ, và như vậy bên đỏ sẽ bắt lại cây và giành ưu thế lớn trên bàn cờ. Chúng ta cùng quay trở lại với thực chiến của ván đấu. Với đẳng cấp cực cao của mình, Cuồng Phong cũng nhận ra hết những âm mưu vô cùng thâm độc của Vô Cực. Do đó đứng trước sự khiêu khích không mắc bẫy mà nhẹ nhàng pháo 9 bình 8 đi biến thể số 1. Nhận thấy đối thủ chơi ôn hòa và chắc chắn, Vô Cực cũng không vội, bình tĩnh tuần á xe, giữ vững biên thủy, chờ sự sai lầm của đối thủ. Có thể nói hình cờ tới đây căng như dây đàn, một bên hơn quân, một bên hơn thế. Ưu thế tiên thủ nhìn chung vẫn thuộc về phía Vô Cực. Suy cho cùng, Cuồng Phong rất khó chịu với quân tốt lộ 7 của Vô Cực, do đó chạy pháo qua để tương lai tiêu diệt quân tốt này. Vô Cực tiện tay dắt dê ăn thực lợi, đồng thời chuyển làn tấn công, nước cờ rất hay. Lúc này Cuồng Phong thoái pháo về để bắt tốt của Vô Cực, nhưng Vô Cực tung ra một chiêu quá hiểm, tấn xe hai nấc để tương lai điều qua bắt mã. Cuồng Phong nhận thấy nếu mình ăn tốt thì chắc chắn mất mã, còn trong trường hợp khác mình điều pháo qua biên, chắc chắn Vô Cực sẽ điều xe 10 đấu. Tới đây buộc phải đấu xe. Và sau khi đấu xe, các bạn có thể thấy quân mã của Cuồng Phong không giữ được. Nếu bắt được quân mã này thì bên Vô Cực chiếm đại ưu thế. Do đó ở trong mình cờ này buộc Cuồng Phong phải nhảy mã biên. Vô Cực lập tức đánh vào chân trụ của Cuồng Phong, điều xe qua náu dưới đít pháo. Thủ đoạn cô pháo và xe của bên Vô Cực quá độc địa, đúng là nham hiểm và cao siêu vô cùng. Lúc này nếu Cuồng Phong ăn tốt, Vô Cực lập tức sẽ ăn pháo, một màn đấu cây được diễn ra. Và điều quan trọng là sau khi đấu cây, các bạn có thể thấy tuy quân mạnh là bằng nhau, nhưng vị trí quân của bên đỏ rất đẹp, đồng thời quân xe của bên đen bị cô. Mặt khác bên đỏ lúc này lại hơn được tốt 3 và tốt 5, chiến thắng chắc chắn dành cho bên đỏ. Do đó mới thấy ở trong thời khắc này thì bên Cuồng Phong không thể ăn tốt mà đi phương án pháo 6 bình 7 để tìm thời cơ phản công. Vô Cực trận này đánh quá chắc chắn, nhẹ nhàng lên sĩ, đập tan mọi âm mưu phản công của Cuồng Phong. Hình cờ tới đây toàn quân của bên Cuồng Phong bị cô đặc và bị Vô Cực bao vây hết, chỉ có duy nhất quân mã lộ 1 là có thể triển khai, do đó lao mã lên để tìm đường máu. Về phần Vô Cực nhận thấy lúc này đã hội đủ 3 điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Do đó thúc tốt xuống áp sát tử cấm thành của đối phương. Nhưng Cuồng Phong cũng chẳng phải tay vừa, nhanh chóng thoái mã đuổi xe của Vô Cực. Do đó Vô Cực ngay lập tức lại phải tấn xe đuổi mã. Vậy là một màn đấu cây được diễn ra. Sau khi đấu cây, các bạn có thể thấy bên Vô Cực vẫn hơn được quân tốt lộ 3 và tốt lộ 5, và quan trọng nhất đang có quân tốt lộ 7 cực kỳ nguy hiểm. Do đó Cuồng Phong lập tức điều xe vào tiêu diệt tốt đầu của Vô Cực. Nhưng Vô Cực quả là cao siêu, lập tức đóng pháo để tấn công. Cuồng Phong điều pháo vào lộ 7 để tương lai có thể dùng pháo hai chiêu tướng và cần thiết thịt vào lộ tịch. Nhưng nước cờ này vô tình tạo điều kiện cho Vô Cực khuếch đại khả năng tấn công bằng nước cờ C2 bình 1 đuổi mã, buộc Cuồng Phong lại phải thoái tịnh về dư mã. Chỉ chờ có vậy, ngay lập tức Vô Cực điều tốt vào áp sát hậu cung, nước cờ quá uy mãnh. Mục tiêu tiếp theo của Vô Cực
đó chính là dùng tốt, đánh thẳng xuống sĩ. Và khi bị dính đòn này thì vô cùng đau đầu. Do đó Cuồng Phong lại phải điều pháo vào trung tâm. Vô Cực nhận thấy bên cánh trái của Cuồng Phong là điểm yếu có thể khai thác, do đó lập tức lại pháo 5 bình 2 với mục tiêu tấn xuống đường đáy để tấn công một nước cờ quá ca siêu. Bình thường anh em sẽ hỏi trong trường hợp này tại sao không điều xe qua để ngăn pháo. Nếu đi như vậy, Vô Cực lập tức có đoàn tấn công cực mạnh, đó là dùng tốt an sĩ, ép cho Cuồng Phong phải an sĩ về, sau đó mới lại tiếp tục có đoàn phế tốt thần thánh. Đây là tinh hoa của nước cờ. Đứng trước đoàn này ép cho bên hậu phải ăn tốt lên, sau đó mới đóng trung pháo. Các bạn có thể thấy nước cờ đóng trung pháo cực kỳ nguy hiểm. Nếu vượt pháo qua thì bên tiên chỉ cần C6 tân 2 là chắc chắn bên hậu thua. Do đó đành lòng phải đưa xe vào. Và lúc này bên tiên sẽ có đoàn tấn xe bắt tịnh. Các bạn thấy thủ đoạn vô cùng độc địa. Bên hậu vẫn còn nước cờ thoái mã về đỡ, nhưng bên tiên lại nhẹ nhàng thoái xe về ăn tốt, bắt chết xe của bên hậu. Bởi vậy mới thấy nước cờ thi tốt nó là vô cùng độc địa anh em ạ. Do đó mới thấy ở giai đoạn này phương án điều xe qua là không hợp lý. Chúng ta xét thêm một biến khác, đó là trong trường hợp Cuồng Phong điều pháo qua ngăn, khi đó Vô Cực sẽ có thủ pháp tấn công cực mạnh, đó là C6 bình 3 bắt trực diện vào lô tịnh. Các bạn có thể thấy quân tịnh không thể giữ được. Mặt khác, trong tương lai Vô Cực sẽ có đoàn phế tặng tốt lộ 6 vào sĩ, và dính đoàn này bên Cuồng Phong chắc chắn là không đỡ được. Chúng ta cùng quay trở lại với thực chiến của ván đấu. Trong thực chiến, Cuồng Phong pháo 5 bình 6 để đỡ. Chỉ chờ có vậy, Vô Cực lập tức tấn pháo xuống đường đáy để chiếu tướng. Đứng trước đòn này, Cuồng Phong có hai biến như trong mình. Nếu như lên tịnh, lập tức sẽ bị pháo vật qua sĩ, đồng thời dọa bắt xe. Mặt khác, đang phục đoàn tốt đan thẳng vào sĩ, hỏi sát cục. Có thể thấy đoàn lên tịnh thì bên Cuồng Phong thua nhanh. Do đó Cuồng Phong chỉ còn cách duy nhất, đó là thoái pháo về để đấu. Vô Cực là một fan của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, do đó đã nghiên cứu quá kỹ bài thơ Học Đánh Cờ. Trong đó có đoạn: chàng lừa thiếp đương khi bất ý, đem tốt đầu rú dí vô cung, lập tức dùng tốt đánh trực diện vào tử cung của Cuồng Phong. Quân tốt lúc này chẳng khác gì 10 vạn tinh binh, khiến hàng phòng thủ của Cuồng Phong tan nát. Đứng trước đoàn này, Cuồng Phong chỉ còn cách ăn si về. Vô Cực tung ra đoàn hấp tinh đại pháp, lập tức ăn pháo của Cuồng Phong ngay. Đòn đánh quá mạnh, nội lực phát ra khiến Cuồng Phong cảm thấy bủn rủn chân tay. Rõ ràng Cuồng Phong không thể ăn pháo bởi vì sẽ mất sĩ. Đứng trước đoàn này thì Cuồng Phong chỉ còn cách thoái xe về, nhưng Vô Cực nhẹ nhàng thoái xe và sát cục sẽ diễn ra. Do đó trong thực chiến thì Cuồng Phong đỡ bằng nước cờ rất tích cực, đó là thoái xe mời đấu. Nhưng Vô Cực đâu có chịu thua, lập tức cắm xe xuống để bắt tịnh. Cuồng Phong lại phải nhanh chóng điều xe qua giữ tịnh. Lúc này Vô Cực không cần quan tâm đến quân pháo, nhẹ nhàng lao mã lên để tấn công. Có thể thấy quân pháo lúc này là mồi nhử rất hữu hiệu. Nếu mà dùng tướng ăn pháo sẽ lập tức mất sĩ, do đó Cuồng Phong phải lên sĩ cho chắc chắn. Nhưng Vô Cực tiếp tục thoái pháo về. Nước cờ này rất độc. Phục hai mục tiêu, thứ nhất là pháo 4 mình 5 để chiếu tướng, thứ hai pháo 4 mình 3 đuổi xe để dọa chiến lược vật xuống tịnh. Có thể thấy những đoàn tấn công quá rợn người, do đó buộc Cuồng Phong lại phải chạy pháo. Lúc này thì Vô Cực mới đóng pháo để chiếu tướng, buộc phải lên tịnh. Tiếp tục tung ra một đoàn quá sấm sét, đó là C6 bình 1 đang phục chiến lược bắt trực diện vào mã của Cuồng Phong. Do đó Cuồng Phong lại phải thoái pháo về đỡ. Tuy nhiên các bạn quan tâm là quân tịnh trung tâm lại là điểm yếu, do đó Vô Cực lập tức mã 2 tấn 4 để bắt tịnh. Để chống đỡ với đòn này, buộc bên Cuồng Phong phải tấn xe lên đỡ. Nhưng khổ nỗi, đỡ được cánh này thì lại mất cái khác. Do đó Vô Cực lập tức xe 1 bình 8 để hỏi sát, ép Cuồng Phong lại phải thoái xe. Khi đó Vô Cực nhẹ nhàng dùng mã ăn vào tịnh, buộc Cuồng Phong phải ăn tịnh lên, và tất nhiên là bắt lại được quân mã. Các bạn có thể thấy quân tịnh trung tâm chắc chắn là mất rồi. Do đó Cuồng Phong xe 1 bình 4 và Vô Cực nhẹ nhàng ăn tịnh trung tâm. Thế cờ đến đây, Vô Cực đã quá ưu thế. Thực chiến Cuồng Phong đỡ được một số nước nữa, đành buông cờ mà chịu thua. Lại một chiến thắng quá tuyệt vời và đẹp mắt của Vô Cực phải không anh em? Anh em thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giùm em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.